Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Thúy xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Cuộc tấn công Kursk của Ukraine nhận được sự ủng hộ từ đồng minh NATO. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề. Ukraine's Kursk offensive secure backing from NATO ally. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Ukraine đã được Đức cho phép sử dụng vũ khí và thiết bị do thành viên NATO cung cấp trong cuộc tấn công Kursk. Bộ Quốc phòng Đức cho biết, các vật phẩm được cung cấp hiện là vũ khí của Ukraine và Kyiv được tự do lựa chọn cách sử dụng chúng trong cuộc chiến chống lại Nga. Các lực lượng Ukraine tiếp tục đạt được những tiến bộ sau khi phát động cuộc tấn công bất ngờ vào Kursk vào ngày 6 tháng 8. Trong khi đó, Kyiv chiếm đất theo cả hướng Tây và Tây Bắc ở tỉnh Kursk. Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Đức nói với hãng tin Ukraine ở Green Form hôm thứ Hai rằng vũ khí được cung cấp cho Ukraine không đi kèm với các quy định cụ thể, nói rằng sau khi vũ khí từ Đức được bàn giao cho Ukraine, chúng đã thuộc về Ukraine. Chúng là vũ khí của Ukraine. Không có trở ngại nào, nên Ukraine có thể tự do lựa chọn cơ hội. Cuộc tấn công Kursk tiếp tục vào cuối tuần, với lực lượng Ukraine tiến tới các làng Ogroka và gần Kremia Noi. Tiến trình này đã thúc đẩy hơn 11.000 người trong khu vực phải di tản và dự kiến sẽ có thêm hành động khi Ukraine tiến xa hơn. Theo các phóng viên quân sự Nga trên Telegram, lực lượng Ukraine cũng được cho là đã tấn công một cây cầu bắc qua sông Seim gần làng Kluskovo để làm gián đoạn các tuyến đường hậu cần của Mạc Tư Khoa như một phần của cuộc tấn công. Giống như nhiều quốc gia thành viên NATO khác, Đức đã hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga bằng cách cung cấp thiết bị quân sự và thông tin tình báo. Đầu năm nay, các quan chức Đức đã công bố gói vũ khí trị giá 542 triệu Mỹ Kim cho Ukraine, bao gồm đạn dược cho hệ thống phòng không IRIS-T dùng để chống lại các cuộc không kích của Nga. Vào tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khẳng định rằng Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong chiến dịch phòng thủ này. Các hỗ trợ khác dành cho Ukraine từ các thành viên NATO bao gồm gói trị giá 618 triệu Mỹ Kim từ Vương quốc Anh, chủ yếu là hỏa tiễn dẫn đường chính xác và phương tiện chiến đấu, cùng một thỏa thuận an ninh song phương giữa Tây Ban Nha và Ukraine về việc cung cấp xe tăng Leopard cho tiền tuyến. Bản đồ cuộc tấn công xuyên biên giới vào Kursk cho thấy những bước tiến của Ukraine ở 5 địa điểm mới. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Kursk Invasion Map Shows Ukrainian Advances in 5 New Locations. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Phương Thảo. Các lực lượng Ukraine đang tiếp tục tấn công vào bên trong tỉnh Kursk của Nga. Một bản đồ thể hiện tình trạng tiền tuyến trong cuộc tấn công bất ngờ cho thấy điều đó. Blogger quân sự có liên hệ với Điện Cẩm Linh, Riber, nói trên Telegram rằng các lực lượng Nga cho đến nay vẫn chưa thể ổn định được chiến tuyến sau 6 ngày kể từ khi quân đội Ukraine tấn công. Cuộc khủng hoảng vẫn còn lâu mới được giải quyết. Bài đăng viết trong đó cho biết lực lượng Nga có vấn đề về kiểm soát và chỉ huy. Kênh này nhận định rằng Ukraine đang cố gắng kéo dài đội hình phòng thủ của Nga để đột phá và cắt đứt và bao vây Belgorod từ phía Bắc. Nếu quân Ukraine làm được như thế, thì họ sẽ kiểm soát được cả hai tỉnh Kursk và Belgorod. Các đơn vị của Ukraine đang cố gắng mở rộng sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Một bài đăng khác của Ryba nói thêm, các lực lượng Ukraine được cho là đã tiến hành các cuộc tấn công mới vào 5 khu vực trong khu vực Kursk. Với bản đồ của Viện Nghiên cứu Chiến tranh hôm thứ Ba đánh dấu những tuyên bố này, đồ họa của tổ chức cố vấn có trụ sở tại Washington, D.C. được công bố hôm thứ Ba đánh dấu tuyên bố của một nguồn tin Nga rằng lực lượng Ukraine đã chiếm giữ được Viktorovka và Vnezavnoe ở phía tây khu vực Kursk. Hình ảnh cũng cho thấy cảnh quay được định vị địa lý cho thấy Ukraine tiến xa hơn về phía bắc gần Zhuravli, trong khi xa hơn về phía đông. Có báo cáo cho thấy
đã có tin ít nhất 3 thị trấn nữa đã lọt vào tay quân Ukraine. Kyiv đã tiết lộ rất ít về mục tiêu của mình trong bối cảnh có tin từ các blogger quân sự Nga rằng Ukraine đang tìm cách thâm nhập và ở lại Kursk, một trong những mục tiêu dường như là kéo các đơn vị Nga từ Ukraine quay trở về Nga. Emil Kasterhelmi, chuyên gia quân sự của công ty phân tích Olsen Blackbird Group, có trụ sở tại Phần Lan, nói với Newsweek, nếu Nga quyết định ưu tiên chiếm lại lãnh thổ đã mất ở Kursk, điều đó có thể làm gián đoạn hoạt động của họ tại các khu vực trọng điểm chính ở Donetsk. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa thành hiện thực. Nga có thể sẽ tiếp tục các cuộc tấn công ở Donetsk mà không có thay đổi đáng kể nào bất chấp các hành động của Ukraine ở Kursk, vì người Nga dự kiến sẽ có đủ quân dự bị cho cả hai hướng. Kasterhelmi nói, những mối đe dọa như thế này có thể buộc người Nga phải triển khai thêm quân vĩnh viễn gần các khu vực biên giới. Như chúng ta đã thấy, họ đã không thể ngăn chặn cuộc tấn công ban đầu. Điều này sẽ đòi hỏi người Nga phải tìm thêm người cho quân đội. Điều này sẽ tạo thêm gánh nặng cho hệ thống. Hôm thứ Hai, Vladimir Putin đã gặp các lãnh đạo quân đội, an ninh, liên bang và chính quyền khu vực để thảo luận về tình hình ở Kursk, cũng như các khu vực biên giới khác là Belgorod và Bryansk. Điện Cẩm Linh công bố video Tổng thống chỉ trích các quan chức là điều mà ISW cho là động thái nhằm đánh lạc hướng dư luận quần chúng đang sôi sục. Trong khi đó, phát ngôn nhân Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói với các phóng viên rằng vụ tấn công xuyên biên giới là kết quả của cuộc chiến của Putin chống lại Ukraine. Kirby nói, nếu điều đó khiến hắn ta cảm thấy khó chịu một chút, thì có một giải pháp dễ dàng. Hắn ta có thể rời khỏi Ukraine. Lên tới 180.000 người Nga chạy trốn khỏi cuộc tấn công đang tiếp diễn của Ukraine. Tờ Politico có trụ sở ở Washington DC cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Up to 180.000 Russians flee Ukraine's continued offensive. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thu Trinh. Có tới 180.000 thường dân Nga đang được di tản khỏi các khu vực gần biên giới với Ukraine khi Điện Cẩm Linh nỗ lực đối phó với cuộc xâm lược xuyên biên giới tiếp tục của Ukraine. Alexei Smirnov, đại diện thống đốc khu vực Kursk, nói với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin hôm thứ Hai rằng hơn 121.000 người đã rời khỏi khu vực, trong khi 60.000 người khác đang chờ được di tản. Ông nói với Putin rằng Ukraine nắm giữ 28 thị trấn ở tỉnh Kursk, kiểm soát một khu vực rộng lớn đến 1.000 km2. Báo cáo từ các blogger quân sự Nga hôm thứ Hai cho thấy quân đội Ukraine đã được nhìn thấy ở xa hơn nhiều trong lãnh thổ Nga. Chính quyền địa phương cũng ra lệnh cho người dân ở các vùng thuộc vùng Belgorod của Nga giáp với vùng Kursk phải di tản vào đầu giờ sáng thứ Hai. Thống đốc vùng Belgorod Vyacheslav Glaskov yêu cầu người dân rời khỏi quận Krasnoyarsk, đồng thời nói trong một video đăng lên Telegram, chúng tôi đã có một buổi sáng đáng báo động do hoạt động của đối phương. Quân đội Ukraine bắt đầu cuộc tấn công bất ngờ vào lãnh thổ Nga vào thứ Ba tuần trước, tiến vào các khu vực của tỉnh Kursk, trước khi mở rộng chiến dịch sang khu vực Belgorod lân cận. Đây là cuộc tấn công xuyên biên giới quan trọng nhất của Kyiv vào lãnh thổ Nga kể từ khi Mạc Tư Khoa tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào nước láng giềng vào năm 2022, đồng thời đã mang lại động lực đáng kể về mặt tinh thần cho Ukraine và các đồng minh phương Tây, những nước tỏ ra thận trọng, ủng hộ hoạt động này. Cơ quan ngôn luận của Điện Cẩm Linh đã nhiều lần khẳng định Nga đã kiểm soát được tình hình, nhưng lực lượng của nước này đã bị bất ngờ trước các cuộc tấn công của Ukraine. Binh lính Kyiv được cho là đã đẩy lùi được nỗ lực của Nga trong việc tăng viện cho lực lượng phòng thủ. Putin hôm thứ Hai đã đổ lỗi cho các đồng minh phương Tây của Ukraine về vụ xâm nhập và nói quân đội Nga đang tự tin tiến về phía trước dọc theo toàn bộ chiến tuyến. Tuy nhiên, các blogger quân sự Nga chỉ ra rằng giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra trên khắp khu vực do Ukraine kiểm soát, trong khi lực lượng của Kyiv
tiếp tục mở rộng lãnh thổ mà họ kiểm soát. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã được các chỉ huy quân sự cao cấp thông báo hôm thứ Hai và được Oleksandr Zelensky, tướng hàng đầu của đất nước, cho biết rằng Ukraine kiểm soát khoảng 1.000 km2 lãnh thổ Nga. Zelensky nói, tình hình nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Ông Zelensky cũng cho biết hôm Chủ nhật rằng Nga đã phóng hỏa một trong những tháp giải nhiệt của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia của Ukraine do lực lượng Mạc Tư Khoa nắm giữ. Sáng thứ Hai, truyền thông nhà nước Nga, vốn tuyên bố Ukraine chịu trách nhiệm về vụ hỏa hoạn, cho biết ngọn lửa đã bị dập tắt. Putin tức giận khi được thông báo Ukraine kiểm soát 28 khu định cư Kursk. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề. Putin angered as he told Ukraine controls 28 Kursk settlements. Watch. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Putin hôm thứ Hai được thông báo rằng Ukraine hiện đang kiểm soát 28 khu định cư ở khu vực Kursk khi Nga mở rộng các cuộc di tản trong bối cảnh cuộc tấn công xuyên biên giới đang diễn ra của Kyiv. Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti đưa tin trên kênh Telegram rằng Putin đã có cuộc gặp với các quan chức an ninh hàng đầu của Nga, nơi ông được Alexei Smirnov, đại diện thống đốc khu vực Kursk, thông báo rằng tình hình trong khu vực rất khó khăn và lưu ý rằng Ukraine hiện đang kiểm soát 28 khu định cư trong khu vực. Đoạn video từ RIA Novosti cho thấy Putin phản ứng giận dữ và làm gián đoạn Smirnov trong cuộc họp. BBC News hôm thứ Hai đưa tin rằng Putin đã nói với một cuộc họp với các quan chức Nga khác rằng nhiệm vụ chính của Bộ Quốc phòng là đẩy đuổi đối phương ra khỏi lãnh thổ của chúng ta. Theo hãng tin AP, trong cuộc gặp của Putin với các quan chức quốc phòng hàng đầu, ông đã chỉ trích các nỗ lực chiến tranh của Ukraine ở Kursk, mô tả đây là cách để Kyiv cố gắng ngăn chặn các nỗ lực tấn công của Mạc Tư Khoa ở khu vực Donbass. Trước đó, vào hôm thứ Hai, Roman Starovoy, thống đốc khu vực Kursk của Nga, đã khuyến khích thêm nhiều người dân Nga di tản vì tình hình rất căng thẳng trong khu vực. Lực lượng Nga tại khu vực Kursk đang tích cực ứng phó cuộc tấn công bất ngờ của quân đội Ukraine khi giao tranh giữa hai bên đã tiếp diễn gần một tuần. Quân đội Ukraine lần đầu tiên tiến vào khu vực biên giới Kursk vào ngày 6 tháng 8, khiến các quan chức Nga lo ngại. Cơ quan khẩn cấp của Nga cho biết hơn 76.000 người đã được yêu cầu di tản khỏi khu vực. Con số này đã lên đến 121.000 vào hôm thứ Hai, 12 tháng 8, và còn tiếp tục tăng cao. Thống đốc vùng Belgorod, giáp Ukraine gần Kursk, đã thông báo di tản người dân khỏi một quận gần biên giới, gọi tình hình vào sáng thứ Hai là đáng báo động nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Quân đội Ukraine lần đầu tiên phát động cuộc tấn công gần thành phố Sơzha và đang kiểm soát hoàn toàn thành phố này. Hoạt động của Ukraine được bí mật khiến mục tiêu của nước này không rõ ràng. Liệu lực lượng của Kyiv có ý định giữ lãnh thổ hay tiến hành các cuộc đột kích rồi rút lui vẫn chưa chắc chắn. Động thái đáng ngạc nhiên này khiến lực lượng Điện Cẩm Linh mất cảnh giác, gây ra sự sụp đổ nhanh chóng, trái ngược với thành công rất hạn chế trong những nỗ lực gần đây của Nga nhằm xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Ukraine tại các điểm then chốt dọc mặt trận phía đông. Bước tiến gần đây của quân đội Ukraine đã làm tổn hại đến nỗ lực của Putin nhằm chứng tỏ rằng Nga vẫn không bị ảnh hưởng trong suốt cuộc chiến đang diễn ra. Tuyên truyền của nhà nước đã tìm cách hạ thấp tầm quan trọng của cuộc tấn công, tập trung vào nỗ lực của chính phủ nhằm hỗ trợ người dân trong khu vực, đồng thời chuyển hướng sự chú ý khỏi việc quân đội không chuẩn bị và nhanh chóng đẩy lùi cuộc tấn công. Trong một cuộc phỏng vấn, tướng về hưu Andriy Guruli, thành viên Hạ viện Quốc hội Nga, đã chỉ trích quân đội Nga trong bối cảnh Ukraine tiến quân ở Kursk. Theo hãng tin AP, ông nói, đáng tiếc là nhóm lực lượng bảo vệ biên giới không có tài sản tình báo riêng. Không ai thích nhìn thấy sự thật trong các báo cáo. Mọi người chỉ muốn nghe rằng tất cả đều tốt. Trung Quốc phá vỡ sự im lặng về cuộc tấn công Kursk của Ukraine, tờ Newsweek cho biết như trên, trong bài tường trình nhan đề China Breaks Silence on Ukraine's Kursk Offensive.
Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Trung Quốc đã đáp trả cuộc tấn công bất ngờ của lực lượng Ukraine vào khu vực biên giới Kursk của Nga. Một cuộc tấn công khiến Điện Cẩm Linh mất cảnh giác và khiến nước này phải vất vả đối phó với cuộc tấn công. Hôm thứ Hai 12 tháng 8, phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Vương Văn Bân đã kêu gọi tất cả các bên tuân thủ ba nguyên tắc để giảm leo thang tình hình, không mở rộng chiến trường, không leo thang giao tranh và không đổ thêm dầu vào lửa. Phát ngôn nhân nói rằng Bắc Kinh sẽ duy trì liên lạc với cộng đồng quốc tế để đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc giải quyết chính trị cho cuộc khủng hoảng. Ba nguyên tắc này lần đầu tiên được Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị vạch ra ngay sau khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Ba 13 tháng 8 cho biết kể từ khi phát động cuộc tấn công xuyên biên giới 6 ngày trước, quân đội Ukraine được cho là đã tiến sâu tới 28 dặm hay 45 km vào lãnh thổ Nga. Alexei Smirnov, đại diện thống đốc khu vực Kursk cho biết hiện họ kiểm soát 28 khu định cư. Trung Quốc đã tìm cách tự coi mình là một bên trung lập trong cuộc chiến tranh Nga-Ukraine. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã từ chối gọi cuộc chiến do Vladimir Putin phát động là một cuộc xâm lược của mặt tư khoa và kiểm duyệt những lời chỉ trích về cuộc xung đột trên mạng xã hội Trung Quốc. Thương mại song phương và khí đốt tự nhiên cũng như dầu mỏ từ Trung Quốc cũng đã giúp duy trì nền kinh tế bị cô lập của Nga. Mặc dù các lệnh trừng phạt thứ cấp của Mỹ đã khiến các ngân hàng Trung Quốc ngày càng từ chối các khoản thanh toán của Nga. Trong chuyến thăm Bắc Kinh vào tháng 7, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã nói với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị rằng Nga chưa sẵn sàng tham gia vào các cuộc đàm phán thiện chí để chấm dứt xung đột. Jonathan Wood, một thành viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Hudson có trụ sở tại Washington DC trước đây, đã nói với Newsweek: "Chúng tôi đã thấy Trung Quốc cố gắng cân nhắc các điều khoản hòa bình cho Ukraine, về cơ bản là ủng hộ các mục tiêu của Putin và đưa ra các yêu cầu riêng của mình đối với phương Tây. Thu hẹp quy mô các biện pháp trừng phạt kinh tế là điều khiến Bắc Kinh lo lắng vì tham vọng quân sự của họ ở Á Châu. Kể từ khi Ukraine chiếm được các vị trí phòng thủ của Nga dọc biên giới, Điện Cẩm Linh đã phải dựa vào sự phòng thủ chắp vá của lính nghĩa vụ ở Kursk và các đơn vị được chuyển đến từ những khu vực yên tĩnh hơn của tiền tuyến ở Ukraine." Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington DC cho biết điều này có thể làm trầm trọng thêm tình trạng vô tổ chức của các lực lượng Nga khi họ chiến đấu để ngăn chặn sự tấn công. Smirnov cho biết khoảng 121.000 người được di tản khỏi khu vực và hàng chục ngàn người khác chuẩn bị rời đi. Theo truyền thông Nga, khoảng 11.000 người đã được di tản khỏi khu vực Belgorod lân cận do hành động của đối phương. Để có cơ hội tốt hơn trong việc đánh đuổi các lực lượng Nga xâm lược, Ukraine phải tăng cường áp lực lên kẻ xâm lược. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu hàng đêm trước người Ukraine hôm thứ Bảy, trong lần đầu tiên ông thừa nhận công khai về cuộc tấn công. Putin đã đưa ra những tuyên bố dường như nhằm hạ thấp tác động của nỗ lực thúc đẩy Ukraine, gọi đây là một hành động khiêu khích quy mô lớn khác trong cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an của ông hôm thứ Tư. Jan Kolberg, cựu giáo sư West Point và là thành viên cao cấp tại Trung tâm Phân tích Chính sách Âu Châu, nói với Newsweek rằng tác động của cuộc tấn công Kursk trong tâm trí người Nga rộng hơn nhiều so với trên thực địa. Putin đưa ra tuyên bố trở thành một nhà lãnh đạo độc tài một cách hợp pháp dựa trên thực tế là Nga cần bàn tay kiên định của ông để tạo ra trật tự và ổn định ở một đất nước đang lo sợ tình trạng rối loạn và bất ổn do phương Tây gây ra. Việc người Ukraine, những người bị coi là thấp kém trong nhiều thập niên, đang chiến đấu trên lãnh thổ Nga là thách thức trực tiếp đối với quyền lực của Putin. Kolberg nói, ông nói thêm, những người theo đường lối cứng rắn của Điện Cẩm Linh tin rằng Putin đã mất đi sức mạnh ma thuật chuyên quyền của mình. Điều này khiến nhà lãnh đạo Nga có nguy cơ bị đảo chính cao hơn bao giờ hết. Tòa Bạch Ốc nói Putin nên biến khỏi Ukraine nếu lo ngại về Kursk. Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Putin should get the hell out of Ukraine if concerned about Kursk Oblast, White House says. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thu Trinh. Phát ngôn nhân Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói với các phóng viên hôm 12 tháng 8 rằng
Putin nên chấm dứt cuộc chiến chống lại Ukraine nếu ông ta lo ngại về việc Ukraine tấn công xuyên biên giới vào Kursk. Quân đội Ukraine đã phát động một cuộc tấn công bất ngờ qua biên giới vào tỉnh Kursk vào ngày 6 tháng 8, lần đầu tiên đưa lực lượng chính quy của Ukraine vào Nga. Tướng Kirby nói, trong một cuộc họp báo, tôi sẽ không nói về các hoạt động quân sự của Ukraine. Như tôi đã nói trước đó, chúng tôi giữ liên lạc chặt chẽ với họ như bạn có thể mong đợi. Nhưng đừng nhầm lẫn, đây là cuộc chiến của Putin chống lại Ukraine, và nếu hắn ta không thích điều đó, nếu điều đó khiến hắn ta hơi khó chịu, thì có một giải pháp dễ dàng, hắn ta có thể rời khỏi Ukraine và kết thúc cuộc chiến. Washington trước đó cho biết họ không được thông báo trước về vụ tấn công xuyên biên giới, nhưng lưu ý rằng Kyiv đang hành động để bảo vệ mình khỏi các cuộc tấn công và hoạt động theo chính sách của Hoa Kỳ về nơi họ có thể vận hành vũ khí, hệ thống và khả năng của chúng tôi. Nhà lãnh đạo Điện Cẩm Linh coi hoạt động của Ukraine là một sự khiêu khích quy mô lớn. Trong cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia Liên bang Nga ngày 12 tháng 8, ông cam kết sẽ có sự đáp trả xứng đáng đối với hành động xâm nhập này. Alexei Smirnov, đại diện thống đốc khu vực Kursk, mô tả tình hình hiện tại là khó khăn và nói với Putin rằng 28 thị trấn đã lọt vào tay quân Ukraine, đồng thời cho biết thêm cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine đã thọc sâu theo 5 hướng khác nhau, hướng ít nhất sâu 12 km, hướng sâu nhất lên đến 52 km, dọc theo mặt trận dài 40 km. Mặc dù quân tiếp viện do Mạc Tư Khoa gửi đến đã bắt đầu đến chiến trường, nhưng Ukraine được cho là vẫn tiếp tục tiến sâu hơn vào tỉnh Kursk. Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrsky báo cáo rằng lực lượng Ukraine kiểm soát khoảng 1.000 km vuông ở tỉnh Kursk. Chính quyền Nga đã buộc phải công bố mở rộng các biện pháp di tản dân thường ở một số quận giáp biên giới Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky mô tả cuộc tấn công xuyên biên giới này là một thảm họa đối với Putin. Chúng ta thấy nước Nga dưới thời Putin thực sự đang chuyển động như thế nào. 24 năm trước, xảy ra thảm họa tàu ngầm Kursk. Đây là sự khởi đầu mang tính biểu tượng cho sự cai trị của ông ta. Bây giờ chúng ta có thể thấy kết cục dành cho ông ta là gì. Và đó cũng là Kursk. Đó là thảm họa trong cuộc chiến của ông ấy, Tổng thống Zelensky nói hôm 12 tháng 8. Ukraine bắt giữ nghi phạm gián điệp Nga ở Donetsk. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Ukraine arrest suspect Russian spy in Donetsk. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Một điệp viên tình nghi của Nga đã bị cơ quan an ninh Ukraine SSU bắt giữ tại tỉnh Donetsk vì bị cáo buộc thu thập thông tin tình báo về các hoạt động quân sự của Ukraine. Trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv hôm thứ Ba 13 tháng 8, phát ngôn nhân của SBU Artem Dektyarenko cho biết người phụ nữ này đã đi vòng quanh tiền tuyến để ghi lại vị trí của quân đội Ukraine. Cô ta cũng bí mật thu thập thông tin từ người dân địa phương trong các cuộc trò chuyện với những người dân ở những thị trấn gần đó. Người phụ nữ này cư trú ở Novorodica, tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine, bị bắt tại nhà riêng của mình. Cô đang bị lực lượng Ukraine giam giữ và phải đối mặt với án tù 8 năm nếu bị kết án. Newsweek đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Nga và Cơ quan An ninh Ukraine để bình luận. Người cung cấp thông tin bị nghi ngờ được cho là đã chuyển thông tin liên quan đến vị trí các tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine ở khu vực Khorov. Trong cuộc đột kích vào nhà của nghi phạm, nhà chức trách đã thu giữ một chiếc điện thoại di động được sử dụng để do thám và lật đổ. Người phụ nữ này được cho là đã được tuyển dụng vào tháng 6 năm nay thông qua Telegram, nơi cô được cho là đã tiết lộ vị trí của lực lượng Ukraine. Các quan chức tình báo Ukraine đã công bố ảnh chụp màn hình các tin nhắn mà họ cho biết cô đã trao đổi với các quan chức Nga. Bức ảnh đăng trên Telegram cho thấy nghi phạm bị giam giữ giữa hai binh sĩ Ukraine sau khi cô bị bắt. SSU cho biết trong bài đăng trên Telegram, đối phương quan tâm đến tọa độ của các công sự và vị trí chiến đấu của pháo binh, giúp kiểm soát hỏa lực của các nhóm tấn công của quân xâm lược.
Cô ấy đã gửi thông tin nhận được cho tình báo Nga qua một người đưa thông tin qua một người liên lạc, một chiến binh của nhóm xâm lược Nga đang chiến đấu ở mặt trận phía đông. Victoria Dovizchenko, giám đốc chương trình nghiên cứu an ninh tại Trung tâm Địa chính trị của Đại học Cambridge, nói với Newsweek rằng việc sử dụng hoạt động gián điệp là hành vi phổ biến trong các cuộc xung đột. Đó là điều rất bình thường trong thời chiến ở bất kỳ bối cảnh nào và kể từ khi loài người ra đời. Mọi người cố gắng sử dụng thông tin như một vũ khí để cung cấp cho bên kia, cô nói. Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh Kyiv đang tiến hành một cuộc tấn công xuyên biên giới lớn trong một cuộc tấn công bất ngờ. Putin cho rằng Ukraine đang cố gắng nâng cao sức mạnh đàm phán của mình. Rõ ràng, đối phương đang tìm cách cải thiện vị thế đàm phán trong tương lai. Nhưng chúng ta có thể đàm phán kiểu gì với những người tiến hành tấn công bừa bãi vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, hoặc cố gắng tạo ra mối đe dọa đối với các cơ sở điện hạt nhân. Putin nói trong cuộc gặp với các quan chức an ninh và quốc phòng hàng đầu của mình. Tháng 7 năm ngoái, có thông tin tiết lộ rằng Nga đang âm mưu gieo rắc sự hoảng loạn và khủng bố ở phương Tây thông qua các chiến dịch thông tin sai lệch. Vào tháng 2, cơ quan an ninh Ukraine cho biết họ đã triệt phá một mạng lưới tình báo Nga đang hoạt động ở một số khu vực của Ukraine. Mạng lưới gián điệp đang làm việc cho cơ quan an ninh liên bang Nga, FSB, bao gồm các quan chức cũ và hiện tại của cơ quan an ninh Ukraine. Bản tin tình báo của Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh. Trong bản tin tình báo mới nhất, Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh đã đưa ra các nhận định liên quan đến tình trạng của binh sĩ Nga tại Ukraine. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Phương Thảo. Một số đơn vị quân đội Nga chiến đấu ở Ukraine có thể đang gặp phải tình trạng thiếu nước uống. Thiệt hại do các cuộc tấn công liên tục của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng tiện ích hiện gần như chắc chắn là cắt giảm nguồn cung cấp nước. Mọi vấn đề về cung cấp nước sẽ trở nên trầm trọng hơn trong thời kỳ nhiệt độ trên mức trung bình trong khu vực. Vào ngày 23 tháng 7 năm 2024, một blogger quân sự thân Nga nhấn mạnh khẩu phần nước cho phi công Nga bị giới hạn ở mức 1 lít mỗi ngày. Điều này tương đương với 1/4 lượng nước yêu cầu tối thiểu được khuyến nghị để làm việc ở nhiệt độ cao. Do đó, các phi công Nga được cho là đã tiếp cận người dân địa phương để lấy nước. Blogger này đã kêu gọi các công ty sản xuất nước của Nga cung cấp thêm nước cho các căn cứ quân sự của Nga ở các căn cứ không quân Rostov, Voronezh và Crimea. Để đối phó với tình trạng thiếu nước, một số đơn vị quân đội Nga đã buộc phải ứng biến các nỗ lực lọc, sử dụng các vũng nước đọng để đáp ứng nhu cầu nước hàng ngày. Điều này rất có thể đã dẫn đến sự gia tăng các bệnh lây truyền qua đường nước trong binh lính Nga. Tình trạng thiếu nước dẫn đến mất nước và tăng nguy cơ lây nhiễm gần như chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tinh thần và hiệu quả hoạt động. Bệnh viện Sumy bị hư hại trong vụ tấn công hỏa tiễn của Nga, mất điện. Trong cuộc họp báo tại Trung tâm Báo chí Kyiv chiều thứ Ba ngày 13 tháng 8, phát ngôn nhân Cảnh sát Quốc gia Ukraine, Đại úy Aliola Liuzlitska cho biết, một người đã bị thương sau khi một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Nga làm hư hại một tòa nhà bệnh viện và cơ sở hạ tầng năng lượng ở thành phố Sumy, phía Đông Bắc. Cô cho biết, sáng sớm hôm thứ Ba, lực lượng Nga đã tấn công một cơ sở hạ tầng trong thành phố, nằm cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 30 cây số về phía Tây. Một đường dây điện, đường ống dẫn khí đốt, tòa nhà bệnh viện và một số xe hơi đã bị hư hại trong cuộc tấn công, đồng thời nói thêm rằng một người đã bị thương. Cô cho biết thêm, một phần dân số của thành phố Sumy vẫn không có nguồn cung cấp điện và khí đốt. Sumy giáp với Kursk của Nga, nơi Ukraine tuần trước đã phát động một cuộc tấn công bất ngờ. Thống đốc Volodymyr Atil cho biết, vài ngày sau khi bắt đầu cuộc tấn công, quân đội Nga đã tăng cường đáng kể việc sử dụng bom dẫn đường gần khu vực biên giới của tỉnh Sumy. Cảnh sát quốc gia Ukraine cho biết hôm 9 tháng 8 rằng khoảng 20.000 người cần phải di tản khỏi các khu định cư ở tỉnh.
Tư lệnh không quân Ukraine Mykola Oleschuk cho biết, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 30 trong số 38 máy bay điều khiển từ xa tấn công loại Shahed do Nga phóng vào rạng sáng 13 tháng 8. Theo không quân, Nga đã phóng các máy bay điều khiển từ xa từ thị trấn cảng Primorsko-Ahtarsk của Nga, nằm trên bờ biển Azov và tỉnh Kursk của Nga, trong khi hai hỏa tiễn đạn đạo được phóng từ tỉnh Voronezh. Các đơn vị máy bay, hỏa tiễn và tác chiến điện tử, cũng như các nhóm hỏa lực cơ động của không quân Ukraine đã chặn các máy bay điều khiển từ xa trên các vùng Mykolaiv, Vinnytsia, Sumy, Kirovohrad, Kherson, Chernihiv, Dnipropetrovsk và Kursaki. Người Nga dọa xuống đường phản đối lệnh cấm YouTube. The Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Russians threaten to take to the street over YouTube ban. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Phương Thảo. Người Nga đe dọa sẽ xuống đường trong bối cảnh YouTube đột ngột ngừng hoạt động bắt đầu từ giữa tháng 7. Sự chậm lại của dịch vụ fast video trực tuyến bắt đầu vào tháng trước, sau khi Alexander Kinstein, thành viên Duma Quốc gia Nga hay Hạ viện Nga, thông báo rằng tốc độ tải lên nền tảng này sẽ sớm giảm 70%. Kinstein cho biết YouTube vi phạm và phớt lờ luật pháp mà không bị trừng trị, đồng thời cho biết thêm rằng hành động này là một biện pháp bắt buộc. Đến ngày 8 tháng 8, nhiều người dùng YouTube trên khắp đất nước báo cáo rằng nền tảng này đã ngừng hoạt động. Các phương tiện truyền thông độc lập đưa tin hàng ngàn người từ Mạc Tư Khoa, St. Petersburg và Yekaterinburg phàn nàn rằng họ không thể truy cập trang web này nữa. Những người khác nói rằng các clip phẩm chất cao sẽ không tải được trên một số trình duyệt trên máy tính để bàn. YouTube là một trong những nền tảng cuối cùng mà người Nga có thể truy cập nội dung chứa đựng các quan điểm đối lập trong bối cảnh nước này đang diễn ra cuộc chiến với Ukraine. Cơ quan truyền thông độc lập Medusa của Nga có trụ sở tại Latvia đưa tin, trích dẫn một nguồn thông tin rằng chính quyền không có ý định chặn hoàn toàn YouTube ở nước này. Tuy nhiên, họ hy vọng người Nga sẽ dần rời xa nền tảng này bằng cách gây khó khăn cho vấn đề tải, những bất tiện khác cho người dùng. Nguồn tin cho biết, chúng tôi có thể nói rằng không có sự chặn nào vì dịch vụ vẫn đang hoạt động. Theo kênh truyền thông độc lập và kênh Telegram BeWave, Mạc Tư Khoa, người Nga đã cố gắng xuống đường vì mất điện. Vào ngày 8 tháng 8 đưa tin rằng chính quyền địa phương đã ngăn chặn một người tổ chức biểu tình. Kênh này cho biết lý do từ chối là do lệnh cấm tổ chức các sự kiện công cộng do tình hình dịch tễ học và các hạn chế về COVID. Các quan chức cũng cảnh báo người dân thủ đô rằng nếu sự kiện nói trên được tổ chức, ban tổ chức và những người tham gia có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý. Tờ Moscovite nói với King Telegram rằng mục tiêu của cuộc biểu tình là thể hiện sự bất đồng của người dân với việc chặn và làm chậm dịch vụ lưu trữ video YouTube. Ông nói, ít nhất chúng ta phải cố gắng thay đổi điều gì đó bởi vì không ai ngoài chính chúng ta có thể hoặc sẽ giúp đỡ chúng ta. Medusa đưa tin riêng hôm thứ Hai rằng người Nga sẵn sàng phản đối vấn đề này và ngay cả các quan chức cũng phản đối. Vào tháng 4, Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Đức đã công bố phân tích đánh giá việc cấm YouTube ở Nga chỉ là vấn đề thời gian, đồng thời mô tả dịch vụ phát video trực tuyến này là pháo đài cuối cùng của quyền tự do ngôn luận và thông tin ở Nga. Hội đồng cho biết lệnh cấm trên nền tảng này sẽ làm tổn hại đến các nguyên tắc dân chủ và quyền tự do ngôn luận trong nước, và vấn đề không phải là nếu mà là khi nào. Để ngăn chặn sự cô lập hơn nữa của xã hội Nga, các nhà hoạch định chính sách dân chủ phải hành động nhanh chóng bằng cách thúc giục Google hợp tác và củng cố cơ sở hạ tầng của YouTube, cũng như xem xét các biện pháp trừng phạt.
Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn, và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Lời Chúa Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.